Mỹ cảnh báo căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah. Houthi nói có thể đánh giá lại các cuộc tấn công ở Biển Đỏ nếu sự xâm lược của Israel dừng lại. Truyền thông Nga, cánh tay phải của Putin cam kết Moscow sẽ giúp đỡ các nước Mỹ lập tình chống Hoa Kỳ. Các đồng minh NATO loại trừ việc gửi quân tới Ukraine. Luật sư của ông Navalny bị giam giữ ở Moscow Tư lệnh Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể sớm sơ chiến Đài Loan bằng cuộc tập trận. Quý vị đang theo dõi mục thời sự quốc tế ngày 28 tháng 2 của DKN. Sau đây là phần nội dung bản tin. Mở đầu chương trình là những cập nhật về tình hình ở Trung Đông. Mỹ cảnh báo căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah. Ngày 27 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này không muốn chứng kiến căng thẳng gia tăng hơn nữa giữa Israel và Hezbollah. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết hàng chục nghìn người Israel ở miền Bắc đang phải đối mặt với mối đe dọa an ninh thực sự cần được giải quyết và Washington đang theo đuổi con đường ngoại giao để giải quyết vấn đề. Ông Miller nói, Chúng tôi không muốn thấy hai bên leo thang xung đột ở phía Bắc và trên thực tế, chính phủ Israel đã tuyên bố công khai và riêng tư với chúng tôi rằng họ muốn đạt được con đường ngoại giao và đó là điều chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi và cuối cùng điều đó sẽ khiến hành động quân sự trở nên không cần thiết. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Hezbollah cho biết họ đã phóng một loạt tên lửa và một căn cứ giám sát trên không của Israel vào ngày 27 tháng 2 để đáp trả cuộc tấn công sơ nhất của quân đội Israel vào lãnh thổ Liban. Hezbollah và Israel bắn hỏa lực về phía nhau gần như hàng ngày qua biên giới phía nam Liban kể từ ngày 8 tháng 10, một ngày sau cuộc tấn công đậm máu của Hamas ở miền nam Israel. Houthi nói có thể đánh gián lại các cuộc tấn công ở Biển Đỏ nếu sự xâm lược của Israel dừng lại. Ngày 27 tháng 2, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ chỉ có thể xem xét lại các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ sau khi Israel chấm dứt sự xâm lược ở giải Gaza. Khi được hỏi liệu họ có dừng các cuộc tấn công nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không, người phát ngôn của Houthi, Mohammed Abdul Salam, nói với Reuters rằng tình hình sẽ được đánh giá lại nếu cuộc bao vây Gaza chấm dứt và viện trợ nhân đạo được tự do tiếp cận. Ông Abdul Salam nói, hoạt động giúp đỡ người dân Palestine sẽ không dừng lại trừ khi hành động xâm lược của Israel vào Gaza và cuộc bao vây chấm dứt. Rủi ro vận chuyển đã leo thang do các cuộc tấn công liên tục của Houthi ở Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb kể từ tháng 11 trong những gì họ mô tả là hành động ủng hộ người Palestine chống lại Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Truyền thông Nga, cánh tay phải của Putin, cam kết Moscow sẽ giúp đỡ các nước Mỹ là tỉnh chống Hoa Kỳ. Ngày 26 tháng 2, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, cánh tay phải đắc lực của Tổng thống Vladimir Putin, cam kết sẽ giúp các nước Mỹ là chống lại những gì ông mô tả là nỗ lực của Mỹ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Ông Pachinset đưa ra nhận xét của mình tại Nicaragua sau khi gặp cựu lãnh đạo Cuba Baron Castro ở Havana. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga dẫn lời ông Pachinset nói rằng các nước Mỹ Latin nhận thức rõ về những nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực kinh tế và chính trị chống lại những nước có chính sách không phù hợp với Washington. TASS dẫn lời Pachinset nói tại Managua, châu Mỹ Latin vẫn là một khu vực hòa bình quan trọng, Điều quan trọng đối với chúng tôi là nhiều quốc gia trong khu vực nỗ lực hướng tới các chính sách độc lập. Và Moscow sẽ tiếp tục trong khuôn khổ các biện pháp hiện có để ngăn chặn sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Các chiến dịch nhằm làm mất uy tín của chính quyền hợp pháp, đe dọa người dân và gây bất ổn nền kinh tế của họ. Theo các nhà ngoại giao Nga và Mỹ, cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ Nga với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 sau khi phương Tây áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất mà các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu từng áp đặt lên một nền kinh tế lớn, Nga đã quay lưng lại với châu Âu và Mỹ và tăng cường quan hệ với các nước ở châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latin. Trong chuyến công du Mỹ Latin, ông Bajusek cử sẽ đến thăm Bolivia và Venezuela, giống như Cuba và Nicaragua, được điều hành bởi các chính phủ cánh tả có mối quan hệ lạnh nhạt với Washington Ông Pachusev cho biết, việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia Mỹ Latin và Caribe vẫn là một trong những ưu tiên chính của Moscow. Theo một tuyên bố do Hội đồng An ninh Nga đưa ra và được hãng tin Interfax trích dẫn ngày 27 tháng 2 tại Cuba, ông Pachusev và ông Castro đã thảo luận về hợp tác an ninh. Các đồng minh NATO loại trừ việc gửi quân tới Ukraine Ngày 27 tháng 2, Hoa Kỳ và các đồng minh chủ chốt ở châu Âu cho biết họ không có kế hoạch gửi quân bộ binh tới Ukraine sau khi Pháp để ngỏ về khả năng này. Và Điện Kremlin cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột giữa Nga và NATO. Ngày 26 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các đồng minh phương Tây không nên loại trừ bất kỳ lựa chọn nào trong việc tìm cách ngăn chặn chiến thắng của Nga-Ukraine, mặc dù ông nhấn mạnh rằng không có sự đồng thuận nào ở giai đoạn này. Bình luận của ông Macron được đưa ra tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu Paris về cách tăng cường sự ủng hộ dành cho Kyiv, được đưa ra trong bối cảnh lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang giành được lợi thế trên chiến trường ở miền đông Ukraine, cũng như tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực ngày càng tăng ở phía Ukraine. Tuy nhiên, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan và Cộng hòa Séc không đưa ra bất kỳ đề xuất nào về việc họ có thể đưa bộ binh tham gia cuộc chiến Ukraine hay không. Ngày 27 tháng 2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sẽ không có bộ binh không có binh lính nào trên đất Ukraine được các nước châu Âu hoặc các nước NATO gửi đến đó. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng kiên quyết với lập trình trên. Ông ờ, nói với các phóng viên trong chuyến thăm Vienna, gửi binh lính không phải là một lựa chọn đối với Đức. Tòa Bạch Ước sau đó nhắc lại rằng họ cũng không có kế hoạch điều quân trên bộ tới Ukraine, thay vào đó kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ phê chuẩn dư luận viện trợ an ninh đang bị đình trệ nhằm bảo đảm quân đội Ukraine có vũ khí và đạn dược cần thiết để tiếp tục chiến đấu. Tính cách làm rõ nhận xét của ông Macron, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Chéjon ngày 27 tháng 2 cho biết Tổng thống đã có ý định cử quân đội thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như hỗ trợ giả phó bom mìn, sản xuất vũ khí tại chỗ và phòng thủ mạng. Ông Chéjon nói với các nhà lập pháp Pháp, điều này có thể yêu cầu sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ Ukraine mà không vượt qua ngưỡng chiến đấu. Ngày 27 tháng 2, Điện Kremlin cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và Liên minh quân sự NATO sẽ không thể tránh khỏi nếu các thành viên châu Âu của NATO gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine. Luật sư của ông Navalny bị giam giữ ở Moscow. Trên thương Nga đưa tin, ông Vasily Dakov, luật sư của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny, đã bị giam giữ một khoảng thời gian ngắn vào ngày 27 tháng 2. Ông Đacot là người đi cùng mẹ của ông Navvani và tuần trước khi bà đấu tranh để yêu cầu chính quyền giao thi thể của con trai mình đã bị giam giữ một thời gian ngắn tại Moscow. Luật sư Vasily Đacot sau đó nói về hãng tin độc lập Vuka rằng ông đã được thả. Ông Vuka không bình luận về lý do bị giam giữ nhưng cho biết đó là sự cản trở hoạt động luật sư của ông. Với sự giúp đỡ của ông Đacot, mẹ của chính trị gia Navalny là bà Lyudmila đã lấy được thi thể của con trai bà vào thứ bảy tuần trước. 8 ngày sau khi ông Navalny qua đời tại một trại giam ở Bắc Cực. Trước đó, bà đã cáo buộc các nhà điều tra cố gắng tống tiền bà bằng cách giữ lại thi thể trừ khi bà đồng ý trôn cất mà không tổ chức tang lễ công khai. Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin đã gọi cáo buộc đó là vô lý và nói rằng Điện Kremlin không liên quan đến các thỏa thuận. Cũng trong ngày 27 tháng 2, người phát ngôn của ông Navalny cho biết nhóm của ông cho đến nay không thể tìm thấy bất kỳ nhà tang lễ hoặc địa điểm nào khác mà mọi người có thể đến để tỏ lòng thành kính với ông. Người phát ngôn này cho biết, một địa điểm tổ chức tang lễ đã nói với họ rằng các cơ quan tang lễ bị cấm làm việc với đội ngũ của ông Navalny. Ông Navalny, 47 tuổi, bị chính quyền Moscow kết án hơn 3 thập niên vì tội gian lận và chủ nghĩa cực đoan. Điều mà chính trị gia đối lập này nói rằng đó là biện đặt để bịt miệng ông. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của gia đình chính trị gia Navalny và những người ủng hộ rằng Tổng thống Putin đã ra lệnh giết ông. Ba luật sư của ông Navalny đã bị bắt vào tháng 10 năm ngoái vì tình nghi thuộc nhóm cực đoan và hai người khác đã bị đưa vào danh sách chi nã. đất Samuel Barbaro, người được Tổng thống Biden đề cử làm chỉ huy bộ tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, mới đây vừa đưa ra cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sớm có khả năng sử dụng các cuộc tập trận quân sự để che giấu một cuộc xâm lược Đài Loan. Phát biểu tại một hội nghị do đơn vị đổi mới quốc phòng ở thung lũng Silicon vào ngày 14 tháng 2, ông Paparo đề cập đến mối đe dọa ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc và những cách mà Hoa Kỳ có thể sử dụng các công nghệ mới để ngăn chặn Bắc Kinh. Ông Paparo nói rằng, bất chấp tin tức rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với những tai ương về kinh tế và nhân cầu học, cũng như các vụ bê bối tham nhũng trong quân đội, ông vẫn đưa ra cảnh báo rằng giới lãnh đạo Bắc Kinh không nản lòng trước tham vọng của họ. Ông cho biết, những tham vọng này bao gồm cả thế giới, Tây Thái Bình Dương, Biển Đông và mạnh mẽ hơn đối với Đài Loan. Theo ông Barbaro, trong vòng 3 năm qua, quân đội Trung Quốc đã đạt được những thay đổi ở cấp độ lực lượng và sự liên kết của các lực lượng đó. Ông nói rằng, những diễn biến này cùng với các cuộc diễn tập của quân đội Trung Quốc thể hiện khả năng chung và ngưỡng cảnh báo ngày càng cao, cho thấy rằng Trung Quốc sẽ sớm đạt đến điểm mà nước này sẽ có đủ lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công sâu rộng có thể được thực hiện dưới sự che giấu dưới việc tập trận. Đồng thời, ông Barbaro nói rằng sự xoáy mòn cảnh báo chiến thuật và hoạt động chiến lược là có thật và đặt ra thách thức đối với khả năng của Mỹ và các đồng minh trong việc phát hiện các dấu hiệu cảnh báo về một cuộc tấn công của Trung Quốc. Ông nói rằng điều này có thể cản trở khả năng của quân đội Hoa Kỳ trong việc bố trí phù hợp để hỗ trợ các đồng minh và đối tác, đồng thời ảnh hưởng đến sự sẵn sàng bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc quyết định giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng vũ lực. Ông Barbaro cho biết đã có những bước phát triển quan trọng trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc, các thành viên AUKUS và Philippines. Ông nói rằng đã có những thỏa thuận song phương, ba bên và đa phương mới giữa các đối tác của Hoa Kỳ thể hiện sự hợp nhất ngày càng tăng của ý chí quốc tế để đáp trả các hành động hung hăng của Trung Quốc. Khi được hỏi điều gì cần thiết để ngăn chặn bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định xâm lược Đài Loan, ông Barbaro nói rằng Mỹ phải nói rõ rằng bất kỳ nỗ lực nào để xâm lược Đài Loan sẽ không thành công. Ông Barabo chỉ ra rằng lực lượng tàu ngầm Mỹ đi trước Trung Quốc khoảng một thế hệ đến nửa thế hệ. Thưa quý vị, mục thời sự quốc tế của DKN đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.